Rồi bây giờ Nhật sẽ bắt đầu đi giao hàng ra Viettel Post cho anh em để chuyển cho anh khách ở Đà Nẵng. Xin chào anh Cường ở Đà Nẵng nha, mình là Nhật Âu Lương ơi. Bây giờ Nhật đang test cặp loa xanh xui SB3002 trước khi gửi cho anh. Xin mời anh. Trời say có mây hồng làm sẽ đưa tin về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời nên tiên chưa về đâu. Nàng tiên dáng trần trong đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, đang đứng bên cầu mưa mãi cho tin đừng về. Em ơi, nếu mà trời gọi về, nàng tiên có về không? Mỉm cười em nói, tiên thính dương gian với chim mơ hận buồn. Một chiều mưa bay và vì thương đời linh yêu kiếp sóng phong sương nên dù rằng một hôm tiên sứ trời say gom mây hồng làm xe đưa tin về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời nên tiên chưa về đâu. Nàng tiên dáng trần trong đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, đang đứng bên tôi thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, lỡ mà trời gọi về, nàng tiên có về không? Mỉm cười em nói, tiên thính dương gian với chia mơ thật buồn. Mỉm cười em nói, tiên thính dương gian với chia mơ thật buồn. Anh Cường ở Đà Nẵng đã ủng hộ Nhật Audio rất là nhiều lần. Bây giờ Nhật sẽ đóng thùng xốp và gửi ra cho anh. Đây, Nhật đang đóng thùng xốp cho anh. Rất là dày. Rồi, cảm ơn anh. Rồi bây giờ Nhật sẽ bắt đầu đi giao hàng ra Viettel Post cho anh em để chuyển cho anh khách ở Đà Nẵng. Thùng loa rất là nặng anh em à. Loa đến tận là 60kg.